mình một đường luôn. Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì mình lại quay trở lại với tiếp tục với cái clip là máy xúc cày nát đường bê tông của người dân, phá làng phá xóm. Đấy. Thì tại sao lại gọi là máy xúc cày nát đường bê tông? Thì tại sao gọi là phá làng phá xóm của người dân các bạn ạ? À, đây. Thì trong màn ảnh nhỏ các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục di chuyển với con máy Zanma Bio này đi trong cái đường làng các bạn này. Đấy. Đang di chuyển trên một cái đường. Thì bình thường ấy bình thường ấy thì khoảng tầm 2 giờ mình mới làm các bạn ạ. Đấy. Như mọi khi thì cứ tầm 2 giờ hoặc là hơn một tí mình mới làm. Tại vì là cái khoảng thời gian làm việc này nó rất là an toàn. Vì khi một cái người mà người ta đi lao động về ấy, mà buổi trưa thì người ta cần phải là có những cái giấc ngủ. Đấy, người ta cần phải đi ngủ. Người ta làm cơ quan nhà nước này hay người ta đi làm các ngành nghề khác thì người ta rất là quan trọng giấc ngủ trưa. Thì cứ khoảng tầm 2 giờ hoặc 1 rưỡi người ta mới đi làm. Đấy. Vậy nên là mình khoảng máy của mình thì khoảng 2 giờ mình mới đi làm. Nhưng mà hôm nay thì mình chơi cái bài là đánh máy xúc phá làng phá xóm vào buổi trưa luôn. Mình đánh vào khoảng tầm 1 giờ hơn 1 giờ các bạn ạ. Đấy. Thì như các bạn cũng biết rồi, con này nó sở hữu là quả xích xe tăng. Đấy, quả xích mà sắt không đệm, không che, không bọc gì hết. Mà một khi mà nó đã bỏ lên cái đường bê tông như thế này thì nó rất là hay bị cày đường này. Đầu tiên là nó sẽ cày đường trước nha. Nó cày đường này, nó cày tan đường luôn. Nhất là cái lúc nào mà mình xoay qua xoay lại ấy là nó sẽ cày đường. Tiếp theo nữa là xích con này nó đang bị nghiến xích. Đấy. Bị nghiến xích tức là cái cầu xích của con này nó kém rồi. Nên là khi mà mình di chuyển như vậy nó rất là chém xích ác các bạn này. Đấy. Chém xích cực kỳ ác luôn. Nên là khi nó chém xích như vậy ấy nó rất là kêu. Đấy. Bình thường thì máy có gỗ cao su đi nó đã kêu rồi, mà con này lại đi trên đường bê tông như thế này mà nó lại cày đường như thế này thì rất là ồn. Đấy.
chơi phá làng phá xóm luôn. Đấy, có người ra nhìn này các bạn thấy không? Nhiều người từ xa họ đã nhìn mình với ánh mắt là giết người rồi. Đây. Bình thường như đường này này, đối với các máy nhỏ như thế này thì xe bọt vào thoải mái luôn. Nhưng mà đôi khi nó phải chơi trầm trồ lên cho thiên hạ họ cười hay không, cho họ biết là à, nhà mình có máy, nhà mình có máy xúc. Đấy. Nhiều cụ ra nhìn cái xong đi về mà là đấy. Nhưng thôi, người ta nhìn thì cũng nhìn bình thường, người ta nhìn thì không sao, chứ đừng để người ta chửi, người ta đoánh ra là được. We'll be right back.
nhiều km trên một giờ. Đánh nhiều nhiều km trên một giờ. Chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo. Rồi, phá làng phá xóm thế là đủ rồi.